Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt 4 phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đối thoại chiến lược Việt Nam-Anh khẳng định hai nước ủng hộ mạnh mẽ tự do thương mại toàn cầu và hoan nghênh việc ký hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam EVFTA. Dù mới mở cửa nhưng tiệm bánh mì Phượng Hội An tại Seoul, Hàn Quốc nhận được rất nhiều sự chú ý. Nhiều du khách quốc tế và cả người Hàn Quốc đã đến tiệm thưởng thức bánh mì của Việt Nam. Gặp gỡ nghệ nhân Hoàng Văn Mạch tại Kiến Thụy, Hải Phòng, người có niềm say mê đặc biệt với diều sáo, thú vui của nhiều người ở nhiều lứa tuổi trong những ngày hè. Thưa quý vị, đối thoại chiến lược Việt Nam-Anh lần thứ 7 vừa được tổ chức tại thủ đô London, Vương quốc Anh. Đây là cơ chế đối thoại cấp thứ trưởng được tổ chức thường niên từ năm 2012, sau khi Việt Nam và Anh ký quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2010. Đối thoại chiến lược năm nay có sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hai nước Việt Nam và Anh. Đối thoại chiến lược lần thứ 7 giữa Việt Nam và Anh diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, được kỳ vọng mở ra nhiều triển vọng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Harriet Baldwin đã hoan nghênh đà tiến triển trong mối quan hệ đối tác chiến lược song phương, đặc biệt trong việc ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, thương mại tự do, phát triển kinh tế bền vững, giáo dục, trao đổi văn hóa. Hoan nghênh việc thảo luận nhiều vấn đề song phương và quốc tế. Đoàn công tác đối thoại chiến lược của Việt Nam cũng đã có buổi làm việc với nghị sĩ Ed Vizey, phái viên của Thủ tướng Anh phụ trách vấn đề thương mại với Việt Nam, Lào và Campuchia. Ông Vizey bày tỏ mong muốn Việt Nam và Anh sớm ký hiệp định thương mại tự do với nhau dựa trên khung của EVFTA. Ngày 2 tháng 7, chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, xuất phát từ Hà Nội đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sheremetyevo ở thủ đô Moscow, chính thức đánh dấu việc chuyển hoạt động khai thác sân bay mới tại thị trường Nga, nhằm thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối hàng không giữa hai nước. Vietnam Airlines đã chuyển hoạt động khai thác tất cả các chuyến bay đi đến tại Moscow, từ sân bay Domodedovo sang sân bay Sheremetyevo, một trong những sân bay hiện đại nhất của Nga hiện nay. Việc chuyển đổi này bắt đầu giai đoạn hợp tác mới giữa Vietnam Airlines và hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot, tạo điều kiện cho hành khách dễ dàng kết hợp mạng lưới hàng không trong liên minh SkyTeam tại sân bay Sheremetyevo. Đối với hành khách, đây sẽ là một cơ hội thuận lợi để nối chuyến từ Việt Nam đến Moscow và di chuyển xa hơn. Từ sân bay này có rất nhiều tuyến bay thẳng đến châu Âu và Mỹ. Đồng thời, đối với khách đi từ Moscow hay từ châu Âu qua Moscow, họ có thể đến Việt Nam và từ đó nối chuyến của hàng không Việt Nam đi các nước châu Á. Cùng với Aeroflot, các chuyến bay của Vietnam Airlines là cầu hàng không quan trọng kết nối giao thương và tăng cường giao lưu văn hóa xã hội giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Đến hết năm 2018, Vietnam Airlines đã vận chuyển an toàn hơn 1,6 triệu lượt khách giữa hai nước sau hơn 25 năm khai thác. Riêng trong năm 2018, lượng du khách Nga đến Việt Nam đạt hơn 600.000 lượt người, đưa Nga trở thành quốc gia có lượng khách đến Việt Nam lớn thứ 6 trên thế giới. Hiện nay, Vietnam Airlines vẫn đang khai thác tuyến bay thẳng Hà Nội-Moscow với tần suất là 3 chuyến một tuần. Hiện thì thị trường Nga vẫn nằm trong top 10 thị trường có lượng khách du lịch đến Việt Nam tăng cao. Dự kiến đến năm 2020, Việt Nam sẽ đón 1 triệu khách du lịch Nga. Nhật Linh từ Moscow, Liên bang Nga. Nhằm hỗ trợ đưa các sản phẩm chất lượng cao của Hàn Quốc tiếp cận với thị trường Việt Nam, và sáng ngày 4 tháng 7 tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam đã chính thức ra mắt Trung tâm hỗ trợ Marketing VTV Cáp. Đây là dự án hợp tác giữa VTV Cáp với Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc. Với lợi thế về hạ tầng marketing online và offline, hoạt động của Trung tâm hỗ trợ marketing sẽ giải quyết các quy trình từ thủ tục xuất nhập khẩu, công bố sản phẩm tới tiếp thị và phân phối, đăng ký bán hàng trên các chợ thương mại điện tử, cung cấp hình thức tiếp thị thông qua trưng bày giới thiệu ở showroom Open Studio, nơi tập trung các hoạt động văn hóa, giải trí, ẩm thực Hàn Quốc, quảng bá sản phẩm qua quảng cáo truyền hình, quảng cáo ngoài trời, truyền thông báo chí, mạng xã hội. Sự ra đời của Trung tâm hỗ trợ marketing sẽ tạo nền tảng toàn diện để doanh nghiệp Hàn Quốc xuất khẩu, phân phối hàng hóa sang Việt Nam một cách thuận tiện, giảm các chi phí, nguồn lực tài chính, nhân lực trong việc phát triển sản phẩm tại nước ngoài như trước đây. Trong khuôn khổ sự kiện, Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Seoul đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp Seoul đầu tư sản phẩm vào Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, việc các món ăn, hàng quán nổi tiếng của Việt Nam vươn tầm quốc tế ngày một nhiều đã trở thành niềm tự hào của rất nhiều người Việt. Và mới đây, bánh mì Phượng Hội An đã xuất hiện tại Seoul, Hàn Quốc với một không gian vô cùng ấn tượng, đó là một ngôi nhà mang kiến trúc của Hội An. Bánh mì Phượng là một thương hiệu được khá nhiều người biết đến tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Bánh mì Phượng đã được nhượng quyền từ chủ quán ở Việt Nam. Đây là cửa tiệm bánh mì Phượng đầu tiên được mở tại Hàn Quốc. Hiện tiệm bánh mì Phượng Hội An phục vụ 4 menu bánh mì chính là bánh mì thịt nướng, bánh mì gà, bánh mì bò trứng và bánh mì thập cẩm. Đây cũng chính là 4 loại bánh mì được người Hàn yêu thích nhất khi tìm đến ăn ở bánh mì Phượng tại Hội An. Chị em cũng thử lên để trải nghiệm và nói chung là trải nghiệm cái ẩm thực và cái món ăn truyền thống của người Việt Nam mình. Nói chung là vui. Trước tiên là cô cũng thấy rất là vui bởi vì mình cũng đã đem một cái hương vị của Việt Nam, đặc sắc của Việt Nam đến với các bạn Hàn Quốc. Tọa lạc tại khu Yeonnam, quận Mapo, cửa hàng bánh mì Phượng vừa khai trương hồi đầu tháng 5 đã thu hút sự chú ý của mọi người với phong cách thiết kế mang đậm chất cổ kính của Hội An, gồm tông màu vàng quen thuộc, hàng bông giấy, đèn lồng và nhất là chiếc xích lô nằm chễm chệ ngay cổng vào. Thiết kế của quán y hệt như ở Hội An vậy. Rất nhiều vị khách Việt Nam đã nói với tôi là như được trở về Việt Nam. Nghe được những lời đó, tôi cảm thấy rất vui. Tôi không nghĩ bánh mì chỉ đơn giản là bánh mì, mà nó chính là linh hồn, là văn hóa của Việt Nam. Tôi mong muốn cho mọi người, kể cả người Việt và người Hàn Quốc, có thể cảm nhận được một không gian Việt Nam thật sự ở giữa lòng Seoul. Trước tiên, để chuẩn bị cho việc đưa bánh mì về kinh doanh ở Hàn Quốc, chúng tôi đã quyết định tìm hiểu về tình hình kinh doanh và chế biến bánh mì ở Hàn Quốc. Chúng tôi đã đi khoảng hơn 30 tiệm của bán bánh mì ở Hàn Quốc và sau đó bay về Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh ăn thử ở khoảng 200 tiệm bánh mì. Bánh mì Phượng ở Hội An chính là điểm cuối cùng trong hành trình của chúng tôi. Theo chúng tôi cảm nhận được, đây chính là một trong những thương hiệu truyền thống và được biết đến nhiều nhất nên đã quyết định thuyết phục để nhượng quyền tại Hàn Quốc. Ẩm thực Việt ngày càng có tầm ảnh hưởng với bạn bè quốc tế khi lần lượt các món ăn nổi tiếng mở thêm chi nhánh tại nước ngoài. Giờ đây, người Việt Nam sống tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc khi muốn thưởng thức một chiếc bánh mì Việt Nam sẽ không còn phải đi xa nữa. 6 nhà sáng tạo nội dung YouTube của Việt Nam và quốc tế đã có kênh YouTube cá nhân từ 1 triệu đến 4 triệu lượt theo dõi vừa trải qua những thử thách của Google Adventure Việt Nam để khám phá văn hóa ẩm thực con người và tự nhiên của Việt Nam. Mỗi YouTuber tham gia chương trình sẽ đóng vai trò như một đại sứ du lịch trực tuyến, chia sẻ những hình ảnh Việt Nam đến với thế giới. Đây là hoạt động thú vị do Google Việt Nam tổ chức và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi khám phá hành trình của họ. Ray Marie Hama đến từ Philippines. Peter Liu đến từ Đài Loan, Trung Quốc. Emma Tekin đến từ Đức. Và những YouTuber khác đang sinh sống tại Việt Nam như Lê Hoàng Nam, Phạm Văn Dũ và YouTuber ẩm thực Park Woo Sung đến từ Hàn Quốc. 6 nhà sáng tạo nội dung YouTube quốc tế và Việt Nam mới đây đã có một hành trình khám phá 3 tỉnh thành Quảng Bình, Quảng Nam và Đà Nẵng. Ngày 1, 9 cây số leo dốc đá, bơi sông và đu dây tại hệ thống hang động Tú Làn, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình. Ngày 2 và ngày 3, họ tiếp tục chinh phục thử thách thú vị tại phố cổ Hội An, Quảng Nam và Đà Nẵng. Những thử thách của chương trình không làm khó chủ của những kênh YouTube triệu view. Họ nhanh chóng thích nghi, liên tục ghi lại những hình ảnh, quay, dẫn chương trình tại chỗ trong chuyến đi. Càng ngày có càng rất là nhiều các bạn YouTuber trở thành những cái người đại sứ văn hóa du lịch khi các bạn tự trải nghiệm những chuyến đi thú vị không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nơi trên thế giới và chia sẻ những cái thước phim đẹp đó với các người hâm mộ của mình trên toàn thế giới. Tôi gợi ý cho các bạn YouTuber đến đây, rất nhiều những nội dung hấp dẫn cho các kênh của các bạn. Vì vậy, hãy tới Việt Nam và trải nghiệm cùng với tôi. Không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, nét đẹp văn hóa bản địa, những gì mà các đại sứ du lịch trực tuyến cảm nhận được còn đến từ những người dân Việt Nam. Tôi không muốn đi về một chút nào, muốn ở lại đây lâu hơn nữa. Thật là tuyệt. Trước khi tôi bắt đầu hành trình, những người dân bảo tôi hãy giữ gìn máy ảnh và đồ đạc của bạn cẩn thận. Cảm ơn vì đã thân thiện chào đón chúng tôi. Google Adventure Việt Nam, Land of Wonders. Hành trình của các YouTuber kết thúc, nhưng những hoạt động thúc đẩy quảng bá du lịch Việt Nam vẫn sẽ tiếp diễn trên các công cụ khác của Google.
Và trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ một nghệ nhân có niềm say mê đặc biệt với diều sáo, thú vui dân dã rất được yêu thích trong những ngày hè và là ký ức trẻ thơ của biết bao nhiêu thế hệ. Ông là nghệ nhân sống tại một ngôi làng ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, nơi nổi tiếng với những chiếc diều sáo độc nhất vô nhị có kích thước lớn nhất Việt Nam và còn được công nhận kỷ lục Việt Nam. Ông và những người bạn của mình tự nhận là những nhạc công trên mây, những người tạo nên bản nhạc đồng quê giản dị mà thường nhớ. Cái sáo diều mà muốn thả lên cho nó kêu thành bộ thì phải vót những cái que này và để sắp xếp vào cái sáo này, ta cảm tưởng nó như một cái đàn tơ rưng của người dân tộc thì gió nó thổi vào. Còn những người dân ở đây sở hữu những bộ sưu tập diều đến hàng chục chiếc, thậm chí có những chiếc diều là kỷ lục Việt Nam, có những cánh diều rộng bằng cả gian nhà cùng với cây sáo to gần bằng cây cột nhà. Bây giờ thả thế này thì coi như là không muốn về nữa thì nó quá là lạc đường lạc lối rồi. Từ trước giờ coi như là dân ở đây từ thời ngày xưa là các cụ về đây, các cụ lập ấp ở đây, các cụ đã chơi diều, chơi gà chọi, có cái thú vui rất là vui trong gia đình, cả vợ với chồng có trục trặc một tí nhưng mang cái diều ra thả, chồng thả rồi vợ cầm dây hoặc là vợ thả chồng cầm dây, xong cái là về là quên hết, không còn cái gì là giận dỗi nhau. Làng diều sáo có từ bao giờ không ai nhớ rõ. Ông Mạch và những người dân ở đây say mê với những cánh diều và coi nó như món ăn tinh thần không thể thiếu của những người dân quê. Và vào giờ phút này, họ tự ví mình là những nhạc công đang chơi bản nhạc đồng quê ở trên mây. Ăn cơm xong, làm ấm trà, ngồi nghe cái sáo diều nó kêu thì rất là hay. Mà lại sáo diều nó kêu vào tầm đêm như thế, nó tiếng nó lại trong, lại hay hơn là cả ban ngày. Thế nhưng mà lúc đấy lại phải lôi xuống, không ảnh hưởng sức khỏe của dân là phải lôi xuống, thì nó cũng tiếc nhưng mà phải tiếc cũng phải làm thôi, không sao. Âm thanh khi con người hòa cùng thiên nhiên mây gió, khi cánh diều bay lên chính là lúc người dân quê thả tâm hồn mình cùng trời đất bao la. Ngày nào có gió đông nam, diều sáo bay cao và âm thanh hay nhất. Càng nhiều gió đông nam thì năm ấy mùa màng bội thu. Và vì vậy, người dân cũng đang thả lên bầu trời những mong muốn bình an no đủ. Những hình ảnh đầy giản dị của nghệ nhân Hoàng Văn Mạch và chiếc diều sáo cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem lại các chương trình của Ban Chỉ đối ngoại, xin mời quý vị truy cập vào địa chỉ website vtv4.vtv.vn hoặc trên ứng dụng VTV Go. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.